mọi người không để ý hả? Dạo này những chuyện xui cứ dồn dập tới với nhóm mình á. Lúc trước kìa, có gì đâu. Chẳng lẽ lần này lại là trùng hợp? Cuối cùng thì bảo tử cũng bắt tới rồi. Ủa, cô không biết hôm bữa xém nữa thằng nhãi Winner cho tôi một trận rồi. Bây giờ cô phải cho thêm ít tiền nữa để điều trị tâm lý này, điều trị cái thương tích bên ngoài nữa. Thấy cái vụ bữa nói tính sao? Tôi cũng không biết tính sao nữa. Có lẽ người đăng clip cũng như người đăng hình là một. Và người đó không ai khác, chính là hey, sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chẳng có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vọng với sinh cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, nên tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nỗi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng phâu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc công trình như phải dừng lại vì bao trận đấu kết, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.